Thanh Hải xin chào mừng cô chú đến kênh Hello Hồng Giang Vlog nha. Bữa nay một buổi sáng trời mưa quá à, mà hai lúa chưa có đi làm được á. Cái sáng á, cái hai lúa họ có hứa với anh họ là ra xài rau muống xong hai lúa sẽ quay. Bữa nay hai lúa thăm đi ra thăm rau nhốt chứ thăm rau muống luôn anh, tặng coi ngày nào bán anh chị em. Mời cô chú anh chị em theo chân hai lúa nha. Cái này hôm nay tay hai lúa chú về tay đợi hai lúa đợi chứ học nó khô anh em, nó quay mấy hồ cá được nha. Rồi ở đây là hai lúa sẽ làm cái bệ nè, cái bệ của hồ non bổ cá nè, mình làm một chân nha, là trong chân này là chí nhất nè. Đằng hai lúa phải lăn vô trọng vô trong đó nữa, đằng trong đó đó đang mình làm trang trí chứ là mình xây sẵn rồi mình để chân lên rồi mình mới làm nha. Cái này bởi vì mới đợi lâu nó khô anh chị em. Ở đây chắc nay mơ gì hai lúa sẽ làm cái clip này để đăng lên cho anh chị em xem nè. Cái cây này là bí sữa, mình sẽ cấy lan đây nè, nó chi lan nha. Chắc thể là trưa hay chiều hay lúa sẽ lên một clip cho cô chú anh chị xem nha. Cách mà ghép lan vô thân á. Rồi bữa hổm cái clip trước có anh kia anh hỏi anh nói hay lúa xới xong lên quay cho anh cô chú anh chị em xem. Bữa nay nè nó lên anh chị em ơi, bữa nay lên nha, bữa nay đựng từng lễ nè. Đây cái luống bên đây thì ngày bữa trước hay là về đi hai lúa xạ một luống riêng nữa nè, từ luống này cũng lú lên hết trơn rồi nè. Hai lúa cảnh quê hay lúa làm xen kẽ nhau gì nè. Cái luống này cái muống này bữa nay hai lúa bán rồi nè, nó cao rồi. Đây cái luống này hai lúa mới xạ nữa nè đó. Rồi ôi bên này ra cái ra dừng ra nhốt luôn mà này ẩu thấy bự bự anh chị em ơi, ơi ổi bự quá, ôi bự rồi. Hổm clip trước hay lúa tận dụng đó anh chị em, bữa nay bự rồi nè đó. Ôi trái coi nè, đây mùa dịch này không đi đâu được, hay lúa bọc trái không mấy, giống như trái nào bự hết trơn anh em ơi, nè bự bự hết trơn rồi nè, bự quá trời luôn. Hay lúa bẻ vô, ôi bự luôn, quá chừng luôn nè. Có đặt trái nè, hổm cái bọc dư đó anh em, cái mình tận dụng mình lụm mình phát dừa mình cắt chồi xong á. Cái đám đằng này thì hai lúa mới cắt xong cho nó ra tược quá trời nữa nè. Về bữa là hai lúa bấm đọt cho nó ra trái nha, để nó bự bự một tí hả bấm vậy nè đó. Đây ổi đằng này ha, đó cái này nó mấy bữa nó hay lúc mới bấm cho nó ra trái, ra bông á, nó ra lớn lớn tí ha, bấm ha tạo trái nha. Đây bên này đây ra đây này, rau nhút này giờ mà mình bán được nè anh chị em. Đây nè ha, đây rau nhút nè, tới bán nó trơn rồi nè. Đây dừng rau nhút hơi lúa đây đó nè. Đây lúa lậu xuống luôn nha, cho anh chị em xem nha. Bị bẫy ngoài đó nè, nè con nhút này tới bán hết trơn nè, thấy chưa, rau đẹp không nè. Nè hai lúa lội luôn đây,
chừng tôi đoán là đó gần mày bị mày kia đó phải không, mày bị mày kia luôn đó anh chị em ta, mày bị đầu trên còn xa lắm. Ở đây nữa anh em ơi, đây nè đó cái nhúc ở đây nè, hai lúa phe cho anh chị em xem hay đọc cuối lúa đó nè. Hai lúa mới săn được cây chuối này, là chuối này biết không, chuối này là chuối cao đỏ nha, giống mới bây giờ mà nó hiếm lắm đó. Hai lúa được một cây nè, cô ông anh bạn anh cho nè, cây cao mà đã quét luôn nha anh chị em đó, chuối cao đỏ giống ngày mới lắm. Đây đó, mấy bữa nó lúa chắc chiều nay hai lúa bán rồi, bán rau nhút á, rau nhút rồi dưới rau muống chung luôn á, cảnh quê mà hay lúa cứ tận dụng rồi bán nè, cho con mình ăn học cũng được nè. Bữa nay lúa quay ngày mai quay lúa một cốt nè đó, đây quay hạnh luôn nè, trái nè tùm lum hết trơn anh em chia bên nè, trái nè. Bữa nào hai lúa quay cảnh hai lúa câu hầu cá này nha. Đó. Mà bởi người kia theo con nhút quay lúa đó. Đây là lúa giùm này chơi hay xa mày làm sao. Nhau. Đó. Rồi, hai lúa thăm vườn xong á anh chị em, lúa bé ổi ăn nha, ổi giờ bẻ ăn. Hôm nay tận dụng nước nhà mình ăn á, chất lượng hơn. Anh chị em thấy bên này sao mắt của hai lúa mà tụt lúc đang thui không? Cô chú anh chị em thì xem đừng cười nha. Hổm hai lúa thì bằng ngày á, đi hai lúa đi làm rau nè, rồi vườn nè. Rồi tối về phải trả lời bình luận cho anh chị em á, mệt lắm. Tất cả mấy chục clip hai lúa cũng phải làm hết trơn, clip nào hai lúa cũng phải lướt qua hết ăn xem trả lời cho anh chị em, để mình có người bình luận á, mình không xem thì mình vô duyên quá. Mà anh chị em xem nha, ăn ổi hai lúa nha, biết sao không? Hai lúa làm kênh này mới á, hai lúa chia sẻ thật tình cảnh quê á, anh em nào xem á tương tác qua lại hai lúa rất mừng. Hai lúa chia sẻ là thật tình của hai lúa, hai lúa có cảnh miền quê hai lúa như vậy nè anh chị em ha. Như hai lúa đi qua kênh khác hai lúa xem vậy nè, hai lúa xem kỹ lắm, hai lúa xem rồi hai lúa chia sẻ coi động lực hai lúa để làm sao làm sao đó, mình phải học hỏi thêm đó. Hai lúa xem kênh của các bạn hai lúa cũng bấm like đăng ký kênh, xem lâu lắm nghe. Mà hôm các bạn biết sao, hai lúa thức hôm là gần 1 giờ mấy trả lời cho anh chị em, sáng ra mà bị mất đăng ký nữa. Các bạn biết hai lúa làm kênh mới á, chưa biết nhiều, không thể từ từ biết, nhưng mà hai lúa muốn lên từ bậc vậy á. Mỗi ngày một cái đăng ký của các bạn anh chị em là hai lúa mừng lắm, chỉ như một đăng ký cũng mừng lắm. Mà hôm á mới 1 giờ phi hai lúa mở cái máy lên coi đang tương tác xong á, hai lúa tới 1 giờ mấy gần 2 giờ mở ra anh chị em biết sao, mất hơi 10 mấy đăng ký, đau lắm, đau lòng lắm. Chắc con khi có anh này anh em nào khi qua xem mà cũng thích mình như bấm sớm á, bấm đăng ký sớm á, làm như YouTube nó quét anh chị em ơi. Nay mệt quá trời mệt, hai lúa vừa tương tác cái kênh các bạn á, anh em á em lâu lắm xem cũng bèo cũng hết clip, khi nữa là hơn clip nữa rồi tương tác của người ta không trả lời nữa đó, thức bên đầu cũng mệt lắm, mà đuối qua đuối mà quay gì còn bị mất nữa, đau lòng quá trời. Thôi kệ, anh em có xem kênh hai lúa thông cảm, hai lúa làm không phải đi quay một chỗ hoài đâu, dịch thì lúa diễn được chứ hai lúa biết nhiều chuyện, biết nhiều cảnh quê đẹp lắm. Thì hết dịch đi hai lúa sẽ qua cho anh chị em xem gì đó. Ở ngọt quá trời, ở quê đó mình không suốt men chân để ăn gì đó.
tới đợt lúa đây, hai lúa ra đồng, dắt cô chú anh em ra đồng trải nghiệm nè, rồi mùa nước nổi á, chạy xuồng lên trên mặt nước á, nhưng gà ruộng hay lắm, đẹp lắm, có duyên lắm. Còn đi đâm sờ di nè, đủ nhiều chuyện, nhiều trò hay hay lắm. Hai lúa muốn làm ở kênh mà ngoài hoài á, tại vì em hai lúa đang lên thôi mà hai lúa không gành gì máy móc hết trơn á, cô chú anh chị em thông cảm nha. Mỗi ngày hai lúa đi vô làm, đi làm công chuyện xong hai lúa ghét vô, nhất đôi lúa giờ là hai lúa được mở cái kênh YouTube của hai lúa ra đang lúa xem, mấy cô chú anh chị em bình luận góp ý cho hai lúa, lúa rất mừng rất vui lắm, không phải đơn giản đâu. Hai lúa kênh mới mà các bạn ủng hộ hai lúa hoặc là góp ý cho lúa ra, hai lúa cũng rất cảm ơn hết trơn. Đang mình biết mình từ từ mình làm á, tại vì mình nông dân là quê, thật sự quê, nhưng mà bây giờ mỗi người một cái hướng khác nhau, mình bằng ruộng nè, bằng rau nè, làm kiển nè, cây cảnh đang bỏ tất cả, nhưng mà mình phải tiến bước tiên là làm YouTube thử với anh chị em, mình thử cái mình tới đâu vậy đó, không biết tới đâu, nhưng mình trôi cơm mình về đâu không biết nữa. Hai lúa thì không có như người ta mà để làm cái gì đó, hai lúa chỉ là muốn tự nhiên mỗi ngày sao sao người dân quê vậy vậy đó. Rồi video này hai lúa tạm dừng tới đây nha. Hai lúa xin cảm ơn cô chú đã xem đồng hành với hai lúa hôm nay. Hai lúa cảm ơn ạ.